Ta chào hậu, chào các bạn. Trong video tiếng Trung giao tiếp cấp tốc phần 12 của ngày hôm nay, chúng ta học tiếp 20 câu. Câu 251. 谢谢你的提醒. 谢谢 là cảm ơn, 你 là bạn, 的 là của, 提醒 là nhắc nhở. 谢谢你的提醒. Cảm ơn sự nhắc nhở của bạn. 谢谢你的提醒. Câu 252. 我说的话你不听，你一定会后悔的. 我 là tôi, 说 là nói, 的 là trợ từ, 话 là lời nói, 你 là bạn, 不 là không, 听 là nghe, 你 là bạn, 一定 là nhất định, 会 là sẽ, 后悔 là hối hận, tờ là trợ từ. 我说的话你不听，你一定会后悔的. Những lời tôi nói bạn không nghe, chắc chắn bạn sẽ hối hận đấy. 我说的话你不听，你一定会后悔的. Câu 253. 他太过分了，给你这么大的压力. Tha là ông ấy, thay là quá lắm, quá phân là quá đáng, lờ là rồi, kệ là cho, nị là bạn, chơ mơ là như thế như vậy, ta là lớn, to, tơ là trợ từ, gia ly là áp lực. Tha thay quá phân là kỷ nị chơ mơ ta tờ gia ly. Ông ấy quá đáng lắm, gây áp lực lớn như vậy cho bạn. Tha thai cô phân là kỷ nì trơ mà ta tờ gia lì. Câu 254. Trơ dễ bố nẫn quay tha. Trơ là đây này, điều này. Dễ là cũng. Bố là không. Nẫn là có thể. Quay là trách. Tha là nấy. Trơ dễ bố nửng quay tha. Việc này cũng không thể trách anh ấy được. Trơ dễ bố nửng quay tha. Câu 255. Tha kinh bình bố sư huy cho trơ trụng sư tờ rỉnh. Tha là anh ấy. Kinh bình là căn bản, hoàn toàn. Bố sư là không phải. Huy là có thể, có khả năng. Cho là làm. Chơ là đây, này. Trụng là loại. Sư là sự việc. Tơ là trợ từ. Rỉnh là người. Tha kinh bình bủ sư huy cho chơ trụng sư tơ rỉnh. Anh ấy hoàn toàn không phải là người làm những việc như vậy. Tha kinh bình bủ sư huy cho chơ trụng sư tơ rỉnh. Câu 256. Chỉ dụ tha sô tờ hoa, lão bàn chảy huy xiang xin. Chỉ dụ là chỉ có. Tha là anh ấy, sô là nói, tơ là của, hoa là lời nói. Lão bàn là ông chủ, chảy là mới, huy là sẽ, xiang xin là tin tưởng. Chỉ dụ tha sô tờ hoa, lão bàn chảy huy xiang xin. Chỉ có lời nói của anh ấy, ông chủ mới tin tưởng. Chỉ dù tha sô tờ hoa, lão bàn chảy huy xiang xin. Câu 257. Chơ cơ rỉnh, chân tờ sư xào rỉnh. Chơ cơ rỉnh là người này. Chân tờ là thật sự. Sư là xào rỉnh, là tiểu nhân. Chơ cơ rỉnh, chân tờ sư xào rỉnh. Người này thật sự là tiểu nhân. Chơ cơ rỉnh, chân tờ sư xào rỉnh. Câu 258. Nǐ zěn me jiě shì dōu měi yōng le. Nǐ là bạn. Zěn me là như thế nào. Jiě shì là giải thích. Dōu là đều. Měi là không có. Yōng là dùng. Là tác dụng. Le là rồi. Nǐ zěn me jiě shì dōu měi yōng le. Bạn giải thích như thế nào cũng đều vô ích. Nǐ zěn me jiě shì dōu měi yōng le. Câu 259. 我该怎么应付那个可恶的老板? 我 là tôi, 该 là nên,
Trầm mơ là như thế nào? Yin phụ là ứng phó. Na là đó, kia. Cơ là lượng từ. Khờ u là đáng ghét. Tơ là trợ từ. Lão bản là ông chủ. Wo gai zhen me yin fu na ge ke u de lão bản. Tôi nên ứng phó như thế nào với cái ông chủ đáng ghét kia? Wo gai zhen me yin fu na ge ke u de lão bản. Câu 260. Ni bu yao jia hao xin. Ni là bạn. Bu yao là đừng. Jia là giả, giả bộ. Hao xin là lòng tốt. Nì bù yào giả hào xin. Bạn đừng giả bộ có lòng tốt. Nì bù yào giả hào xin. Câu 261. Wo men ge zuo ge de shi, nì bù bì guǎn. Wo men là chúng tôi, chúng ta. Ge zuo ge de shi là việc ai nấy làm. Nì là bạn. Bù bì là bất tất, khỏi phải, không cần. Guǎn là quản, là lo. Chúng ta việc ai nấy làm, bạn khỏi phải quản. Câu 262. Nǐ zěn me zhè yàng wěn rěn jiā. Nǐ là bạn. Zěn me là như thế nào. Zhè yàng là như vậy. Wěn là hỏi. Rěn jiā là người ta, người khác. Nǐ zěn me zhè yàng wěn rěn jiā. Tại sao bạn hỏi người ta như vậy? Nǐ zěn me zhè yàng wěn rěn jiā. Câu 263. Wǒ rén guǐ tā bù kě néng zhè me zuò. Wǒ là tôi. Rén guǐ là cho rằng. Tā là cô ấy. Bù kě néng là không thể nào. Zhè me là như vậy. Zuò là làm. Wǒ rén guǐ tā bù kě néng zhè me zuò. Tôi cho rằng cô ấy không thể nào mà làm như vậy. Wǒ rén guǐ tā bù kě néng zhè me zuò. Câu 264. Tha khoan hồng ta liang, bù gěn wǒ men jì jiào. Tha là ông ấy. Khoan hồng ta liang là khoan hồng độ lượng. Bù là không. Gěn là với. Wǒ men là chúng tôi, chúng ta. Jì jiào là so đo. Tha khoan hồng ta liang, bù gěn wǒ men jì jiào. Ông ấy khoan hồng độ lượng, không so đo với chúng ta. Tha khoan hồng ta liang, bù gěn wǒ men jì jiào. Câu 265. Wǒ zěn me huì nà me jì dòng. Wǒ là tôi. Zěn me là sao. Huì là có thể. Sẽ. Nà me là như thế. Jì dòng là xúc động. Wǒ zěn me huì nà me jì dòng. Sao tôi lại xúc động như vậy? Wǒ zěn me huì nà me jì dòng. Câu 266. Zhè bù guān nǐ de shì. Chơ là điều này, việc này. Pu là không. Quan là liên quan. Nị là bạn. Tơ là của. Sư là việc, sự việc. Chơ pu quan nị tơ sư. Việc này không liên quan tới bạn. Chơ pu quan nị tơ sư. Câu 267. Nị hào xiang yếu hình tố hoa giao kinh của xua. Nị là bạn. Hào xiang là dường như, giống như. Dụ là có, hình tua là rất nhiều, hoa là lời nói, giao là muốn, kinh là với, wǒ là tôi, xuō là nói. Nǐ hǎo xiàng yǒu hěn duō huà yào gěn wǒ shuō. Dường như bạn có rất nhiều điều muốn nói với tôi. Nǐ hǎo xiàng yǒu hěn duō huà yào gěn wǒ shuō. Câu 268. Tha mình liền cơ yêu chỉ trông thu là. Tha mình là họ. Liền là hai. Cơ là lượng từ. Yêu là lại. Ấy, chỉ là xảy ra. Trông thu là xung đột. Lơ là rồi, là nữa. Tha mình liền cơ yêu chỉ trông thu là. Hai người họ lại xảy ra xung đột nữa. Tha mình liền cơ yêu chỉ trông thu là. Câu 269. Nǐ bù yào huì lě zhè jiān shì ràng nǐ bà shēng qì. Nǐ là bạn. Bù yào là đừng. Huì lě là vì. Zhè là đây này. Jiān là lượng từ.
Sự là sự việc. Răng là làm cho, để cho. Nì là bạn. Ba là ba. Sân chi là tức giận. Nì bù yào quay là trơ chên sư. Răng nì ba sân chi. Bạn đừng vì việc này mà làm cho ba bạn tức giận. Nì bù yào quay là trơ chên sư. Răng nì ba sân chi. Câu 270. Chơ sư lão bản bù xiàng khan tao tờ sư chỉnh. Chơ là đây này. Sư là là. Lão bản là ông chủ. Bù là không. Xiàng là muốn. Khan tao là nhìn thấy. Tờ là trở từ. Sư chỉnh là sự việc. Việc. Chơ sư lão bản bù xiàng khan tao tờ sư chỉnh. Đây là cái việc mà ông chủ không muốn nhìn thấy. Chơ sư lão bản bù xiàng khan tao tờ sư chỉnh. Các bạn thân mến, video tiếng Trung giao tiếp cấp tốc phần 12 của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn. Zaijian.